Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với đối tác Nhật Bản tổ chức cuộc họp trực tuyến báo cáo kết quả nghiên cứu tiền khả thi về thành phố thông minh do Bộ Đắc Đai, Hạ Tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản, viết tắt là MLIC, tài trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của MLIC và nhóm nghiên cứu đối với Đà Nẵng và cho rằng kết quả nghiên cứu tiền khả thi về thành phố thông minh sẽ là cơ sở giúp Đà Nẵng lựa chọn phương thức phát triển phù hợp, qua đó giúp đạt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn mong muốn Emlik và các đối tác Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng tìm kiếm nguồn tài trợ và đối tác phù hợp để triển khai các dự án trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, hỗ trợ Đà Nẵng triển khai phát triển logistics, kết nối quảng bá, hợp tác du lịch hậu Covid-19 và một số lĩnh vực khác. Được biết, việc nghiên cứu tiền khả thi về thành phố thông minh do Amelix tài trợ đã được triển khai hơn 6 tháng. Tổng quan nghiên cứu bao gồm 3 dự án là xây dựng bản đồ số cho quy hoạch và quản lý thành phố thông minh, xây dựng mô hình đô thị thông minh tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm thành phố.